Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của cô. Và cô xin tự giới thiệu thì cô tên là Minh Hằng. Và cô Hằng sẽ đồng hành cùng với các bạn trong những video để cùng cô đi tìm hiểu về kiến thức của Code Kitten. Và để xem với Code Kitten thì chúng mình sẽ làm được những điều gì nhá. Trên giao diện Code Kitten mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây thì chúng mình sẽ có 4 phần chính. Phần thứ nhất là vùng khối lệnh, phần thứ hai là vùng kịch bản, phần thứ ba là vùng nhân vật và phần thứ tư là vùng sân khấu của chương trình. Ở vùng khối lệnh thì sẽ chứa các khối có thể kéo thả vào vùng kịch bản. Và người ta gọi đây là câu lệnh. Và các câu lệnh này sẽ dùng để điều khiển các cái hoạt động của nhân vật trong chương trình của chúng ta. Chúng ta sẽ kéo các lệnh từ khung cửa sổ, sau đấy thả chúng vào vùng kịch bản. Và chúng ta sẽ lắp ghép các khối lệnh với nhau để tạo thành một chương trình để điều khiển đối tượng của mình. Các lệnh lập trình ở đây thì sẽ được chia thành các nhóm với các màu sắc khác nhau. Ví dụ như khối lệnh chuyển động. Khối lệnh chuyển động ở đây thì được gắn với màu đỏ. Và các câu lệnh ở trong khối lệnh chuyển động thì sẽ tạo các cái hành động cho nhân vật của mình. Ví dụ như di chuyển trái phải, xoay, lướt hoặc là bật lại. Tiếp theo thì sẽ là khối lệnh hiển thị. Đối với khối lệnh hiển thị thì sẽ mang màu tím và bao gồm các câu lệnh liên quan đến phần hiển thị trên chương trình của mình. Ví dụ như là chỉnh sửa hình dạng này, diện mạo cho nhân vật, hiển thị lời nói, tạo kích thước cho nhân vật và một số các câu lệnh khác nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với khối lệnh âm thanh. Khối lệnh âm thanh mang màu tím chứa các câu lệnh giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh được âm thanh và tín hiệu của chương trình. Một khối lệnh rất là quan trọng đấy là khối lệnh màu xanh dương. Khối lệnh màu xanh dương đậm là khối lệnh sự kiện. Các câu lệnh này thì có chức năng để kích hoạt các hành động của nhân vật ở trong chương trình của mình. Với màu xanh dương nhạt hơn thì chúng ta sẽ có khối lệnh điều khiển. Khối lệnh điều khiển này thì sẽ giúp cho chúng ta xử lý các tình huống ở trong chương trình. Và ngoài ra thì chúng ta có các khối lệnh với các màu sắc khác nhau, ví dụ như khối lệnh cảm biến. Khối lệnh các phép toán thì mang màu xanh lá cây. Với màu cam thì chúng ta có khối lệnh các biến số và khối lệnh khối của tôi. Và chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về từng nhóm khối lệnh ở các video sau nhé. Và ngoài ra trong vùng khối lệnh thì chúng mình có các cái lựa chọn, đó chính là phần thiết kế hình ảnh cho nhân vật cũng như hình nền của mình. Và phần quản lý thư mục âm thanh cho chương trình của mình. Bây giờ nhìn lên thanh công cụ thì chúng ta thấy chúng ta có một biểu tượng về lựa chọn ngôn ngữ. Chúng mình có thể lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc ngôn ngữ tiếng Việt cho chương trình khi chúng mình đang sử dụng. Tại lựa chọn tệp tin thì chúng ta có 3 lựa chọn như sau. Một là chúng mình có thể tạo một chương trình mới. Hai là chúng mình có thể nạp từ máy tính lên một chương trình. Và thứ ba là một bước rất quan trọng sau khi chúng ta hoàn thành chương trình của mình. Đấy là chúng ta cần phải lưu dự án. Sau khi ấn vào cửa sổ lưu dự án thì chúng ta thấy là có một cửa sổ hiện lên ở đây. Chúng ta cần phải điền tên cho dự án này, nhập vào một mô tả ngắn cho dự án của mình. Sau đấy chúng ta sẽ chọn một hình nền cho dự án của mình. Sau khi các bạn chọn hình nền xong thì hãy nhớ ấn nút chia sẻ với cộng đồng để mọi người có thể cùng tham gia và trải nghiệm cái chương trình mà mình vừa mới tạo ra. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ ấn vào lưu dự án. Vậy là bây giờ dự án của chúng ta đã lưu thành công hoặc cập nhật thành công. Để kiểm tra lại dự án của mình thì chúng ta sẽ mở ở phần quản lý dự án và sau đấy vào dự án của tôi. Vậy là trong video đầu tiên này thì chúng mình đã cùng đi tìm hiểu về giao diện chính của Code Kitten và các vùng chính ở trên Code Kitten là gì đúng không? Để tìm hiểu về thao tác ở các vùng như thế nào thì chúng mình sẽ cùng đến với những video sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.